Ôi, Hồng Nhiên xin chào quý anh chị cô chú. Hôm nay là mỗi chương trình giảm giá cuối năm của anh chị. Quá trời thứ giảm luôn, cái nào giảm quăng được, cái nào quý anh chị chụp được chụp ha. Đó, giống như bây giờ là cái bây giờ đơn giản nói một cái thước cặp mà xài điện tử đi. Đúng không? Thước cặp xài điện tử nào quý anh chị. Đó, nhẫn như Zero ha. Nó có là pin sơ cua đầy đủ, nguyên thước cặp như thế này. Giảm giá cho quý anh chị còn lại là 90.000 ha. Nguyên thước cặp điện tử luôn. Giảm giá còn lại có 90.000, tắt mở gì đó tùy quý anh chị lựa chọn ha. Đó, ok, nguyên cây này dày 90.000 ha. Cái bộ mũi khoan Makita 10 mũi như thế này đó, 300.000 giảm cho quý anh chị còn 275.000 luôn. 10 mũi siêu giảm giá luôn quý anh chị, cuối năm rồi giảm quý anh chị mua được nào mua ha. Khoan sắt, khoan gỗ, khoan inox mỏng rồi là mấy này quý anh chị chơi hết, 1 ly tới 10 ly đó, 10 mũi như thế này. Rồi dây điện nguồn cho quý anh chị nè. Dây điện nguồn này nó có 5m, 10m, 15m, 20m và 30m có đủ luôn. 5m này giảm giá cho quý anh chị nó còn lại là 180.000 ha. 10m tính cho quý anh chị mình 275.000. 15m thì tính cho quý anh chị 360. Đó, còn 20m thì vào 450 ha. Còn khi quý anh chị mua mà dây mà giống như là 30m đó là tính cho quý anh chị 690.000. Đó thì quý anh chị thấy là cái dây này á, cái hiệu quả của nó là cái gì quý anh chị? Cái hiệu quả của nó quý anh chị cắm lên nó có nguồn, có đèn luôn á. Trong cái ổ điện này nó có đèn ở trong luôn. Rồi khi quý anh chị mà xài giống như là mình quăng ở công trình, bê tông nó gớt vô cũng không bể, cho dù quý anh chị lấy búa đập nó cũng không bể. Nhưng mà khi nó dẻo, nó có độ đàn hồi á, thì quý anh chị cắm vô cái nó ôm lại cái ổ luôn, nó rất là ok. Đó thì cái này là nó không bao giờ nó bể, nó đúc sẵn cho mình vậy. Đó, mình có thể treo được, nó bền lắm quý anh chị, nó chắc cú lắm á. Đó, mà giá nó cũng rẻ nữa. Rồi, những cái món mà quý anh chị, ví dụ như bây giờ là giống như là một cái đầu khò như thế này. Đó, 130.000 là nó có thể chỉnh lửa gom được, ha, bắt lửa điện tử ha. Đây là chỉnh ga phía sau và ở đây chỉnh gom, chỉnh xòe được hết. Mùa Tết quý anh chị mua cái này về để dành thui mấy con cá đồ là ok ha. Đó, Sài Gòn về quê thui con cá lóc đồ là khỏi cần nướng gom. Ngon lành không? Đó thì cái này là giá 130 thì thôi tính cho 120 quý anh chị ha, mùa Tết tính 120. Một cái đầu khò ha. Rồi, cái máy hút bụi này khuyến mãi cho quý anh chị mình mùa Tết luôn. Đó, thì cái hút bụi này á nó có 3 màu quý anh chị, màu đen, màu trắng và cái màu xanh như thế này. Đó thì quý anh chị có thể bẻ thẳng, bẻ cong nhưng mà nó hút mạnh. Cái mẫu này nó hút mạnh lắm quý anh chị, thấy không? Hôm hổm Hồng Nhiên có review cái mẫu này rồi, giá là 430.000. Bữa nay bán cho quý anh chị 399.000 thôi ha. Nó có đầy đủ nè, nó có cọ đồ này quý anh chị. Để giống như quý anh chị mình là hút sofa, hút trên xe hơi. Cái đặc biệt á, quý anh chị lấy cái mấy cái này mà hút trên xe hơi thì ngon ha. Hút xe hơi là bao ngon luôn. Hút thảm đâu đó quý anh chị ha. Đó, ở nhà đồ có mấy nuôi những cái con thú cưng đồ đó, lông nó rụng tùm lum lấy rồi hút. Nó có đầu dễ mấy anh chị sơ cô nè, mấy cái lượt gác đồ nè. Hút đầu bằng cũng có luôn nè, có đầy đủ như thế này, mạnh mẽ. Đó thì mấy này á thì nhiều người nói là hàng Nhật nhưng mà thật sự này nó sản xuất Trung Quốc nha quý anh chị. Nó chỉ xuất đi nội địa cho cái thị trường Nhật thôi. Trên catalog của nó tất tật là tiếng Nhật không nên là nó xuất thị trường Nhật thôi. Còn cái sạc của nó là sạc adapter, sạc được chứ quý anh chị sạc cắm vô adapter sạc ha. Cái này pin nó tới 4.000 nên là quý anh chị xài ok, dung lượng của nó cao mình xài được lâu. Đó, giá của nó 399.000 này xả hàng cho quý anh chị luôn ha. Màu đen, màu xanh và cái này là có loại màu trắng nữa. Đó, có 399.000 siêu rẻ cho quý anh chị. Gần cuối năm rồi ha. Giống như cái này nè. Quý anh chị thấy trước 200 mấy luôn thấy không? Bây giờ xả hàng còn có 150 cái quý anh chị để bắt lên cái máy cắt gạch đó để quý anh chị clip cạnh. Nó có bánh xe nè. Đó, có bánh xe đầy đủ, bắt lên cái máy cắt gạch đó là quý anh chị clip cạnh đâu thì cực kỳ ngon, chuẩn xác tuyệt đối luôn ha ha. Này nhôm đúc nha. Đó, rồi. Có một cái khung này quý anh chị thấy là khung định vị nè. Cái khung định vị này để quý anh chị mình có thể là trượt tới bắt cái máy cắt lên đây. Cái này nó hay lắm, quý anh chị có thể bắt cái máy lưỡi một tấc lên hoặc là lưỡi tấc rưỡi, lưỡi một tấc 8 lên đều được quý anh chị ha. Đây nè, quý anh chị ra vô nè, nhả mấy ngóc này đẩy ra đẩy vô. Rồi, khi quý anh chị trượt định vị nó trượt nè. Trượt tới trượt lui để canh cho nó ngay gốc quý anh chị mình cắt đó là quý anh chị xài cái này cực kỳ hiệu quả luôn á. Hoặc là quý anh chị cắt nghiêng 45 độ hoặc là mình bắt cái máy lên đây. Quý anh chị lật lên ngược vậy nó là thành một cái bắt máy cắt bàn. Quý anh chị trượt quý anh chị cắt được luôn. Giống như mình chế máy cắt bàn á quý anh chị, nguyên khung vậy nè. Ngon lắm. Tức là cái giá nó trước giờ quý anh chị thấy không, nhưng bán 550 không à đúng không?
hôm nay bán cho quý anh chị còn có 450 thôi, tức là giảm 100.000 thanh lý nó luôn ha. Mã khung này khung inox không quý anh chị, đó khung xịn inox à. Đó thì quý anh chị bắt cái máy cái cưa gỗ cắt gạch muốn khóa lên được hết luôn. À, bắt tấc 8 cũng được, tấc 1 cũng được, tấc gửi, tấc 25 bắt lên được hết. Nhưng mà khi có này rồi quý anh chị cắt nó rất là thẳng đúng không? Trượt mình trượt nó thẳng lắm. Hoặc là đại khái giống như Hồng Nhiên nói quý anh chị lật lại chế cái cắt trượt không? Đó, rồi cắt nghiêng độ đồ, nghiêng cái góc máy là cắt được luôn 45 độ quý anh chị. Đó giá khá là rẻ luôn, có 450. Quý anh chị xài cái này là ở nhà là em yêu khoa học là đúng bài luôn quý anh chị ha, đúng luôn á. Rồi, có nhiều cái thứ được giảm giá giống như là cái này. Cái đầu cắt cưa lọng nào quý anh chị, thấy không? Đầu cắt cưa lọng 230.000 nguyên cái đầu này có nguyên một cái bộ lưỡi tặng kèm theo ba cái lưỡi, hai lưỡi cưa gỗ, một lưỡi cưa sắt. Và giá bán cho quý anh chị còn lại có 190 là giảm tới 40.000 rồi. Quý anh chị mua cái này là xài cực kỳ ngon. Hiệu quả, có cái khoan kẹp vô là ok lắm ha. Được nguyên một cái máy cưa lọng khỏi cần tốn nhiều thứ. Rồi, đây là những cái kìm. Đây là những cái kìm quý anh chị. Kìm đa năng nè. Đó, kìm tuốt dây, cắt dây, tuốt dây rồi bấm cót đồ được hết, chẻ dây đồ được hết ha. Kìm thép CRV, kìm Nhật Bản như thế này quý anh chị xài mới ngon nè. Đó, giá nó là 115.000. Trong chương trình này quý tính của quý anh chị 105.000 ha. Siêu rẻ rồi đó, 105.000, kìm xịn luôn. Đó thì giá có 105.000 thôi. Rồi, có những cái kìm nữa là những cái kìm Nhật như thế này, kiểu dày quý anh chị. Kìm này là 200mm, 8 inch, 200 mấy chục mm á. Đó thì nó là 8 inch quý anh chị ha. Đó thì 220mm độ dài á. Thì kìm này nó có đầu nhọn hoặc đầu bằng. Thì cái kìm này giá của nó là tính 230 và tính 220. 220.000 cho cái kìm này quý anh chị ha. Kìm này ngon lắm á, quý anh chị xài cực kỳ bền luôn. Mình muốn cắt làm kìm gang được nè. Đó rồi chỗ này cắt nè, cắt cứng lắm á. Rồi kìm bấm cót và tuốt dây được hết. Kìm rất chất lượng quý anh chị. Giá 220.000 cho cái kìm ha. Đầu nhọn đầu bằng đều có hết. Ở đây thì quý anh chị mình thấy những cái kéo tỉa cành. Quý anh chị thấy cái mỏ nó dài không? Quý anh chị cắt giải cũng được nữa đó. Cắt quý anh chị cắt cái đại khái cắt cái đồ ăn cũng được luôn quý anh chị. Cái kéo này là kéo thép nè. Đó thì thép CRV ha. Thì quý anh chị thấy là mỏ nó dài lắm. Đó nên là mình cắt được mấy anh tỉa cành đi, tỉa cây đó, tỉa giống như tỉa cành đó. Đó, dọn cây ăn Tết đồ nè, bonsai đồ chơi mấy cái này rất hiệu quả. Nó là 90.000 thôi quý anh chị. Thì tính quý anh chị mình 80.000 cho nó vui luôn. Không, tính 80.000 tại kéo đời mới ra luôn á. Đó. Đó tính 80.000 cho kéo này ha. Kéo cắt bonsai, cắt cây, cắt cành, cắt giải đồ được hết. Còn cái này là kìm cắt ống nước. Kìm cắt ống nước của Zenka thì cái này là nổi tiếng rồi. Cái này bán rất là nhiều, kìm tự động, tự hồi luôn. Kìm này nó kêu kìm tự hồi quý anh chị ha. Đó, là kìm này rất ngon nha. Nhưng bán cái kìm này nhiều lắm rồi quý anh chị. Đó, khóa vô móc lại vậy. Nguyên cái kìm này giá bán cho quý anh chị hôm nay giảm giá cho quý anh chị còn 120, 130 tính 120 thôi. Có cái kìm này luôn, có cái kìm lớn luôn quý anh chị, này tới 42, còn cái kìm lớn của nó tới 64 lận. Cái kìm lớn thì nó là 240, quý anh chị mua tính là 201 ha, khuyến mãi cho mình, cái nào cũng khuyến mãi cuối năm đó. Kìm này còn lại 120.000 của Senka nha quý anh chị. Đó thì quý anh chị có nhu cầu cái nào gọi điện mua cái đó. Đây là những con dao nè, còn lại một ít dao nhưng thanh lý cho hết luôn quý anh chị. Thanh lý siêu rẻ cho quý anh chị luôn. Đó. Thì quý anh chị thấy là B1 nè. Mẫu B1 giao Nhật ha. B3 nè. Đó có nhiều cái nó không còn, hàng B2 nè quý anh chị. Đó, B1, B2, B3, B4, B5. Thì quý anh chị thấy là những con dao này rút ra một cái cho quý anh chị mình coi. Những con dao này nó cực kỳ bén luôn á. Cái dao này rất là ngon nha. Đây. Quý anh chị thấy con dao mắc in sao băng nha. À. Đó, quý anh chị cầm lên những con dao như thế này là thấy đảm bảo cực kỳ ngon. Thì quý anh chị mình sẽ thấy là những con dao này nó phải nói là nó là siêu bén á. Nhưng mà quý anh chị cắt một cái là nó siêu bén luôn á. Nó cắt một phát là ok. Quý anh chị nhìn cái lưỡi dao nó đã đóng nó dập trên này luôn nha quý anh chị. Chứ nó không phải cắt laser đâu nha, nó dập đóng dập trên này luôn. Mắc in sao băng. Thì ở đây nó có nhiều con dao từ cho B1 cho dài lên cho tới B4, B5 gì đó, thấy không? Đó giống như này B5 nè. B5 và B4 này quý anh chị mua đó là hồi trước là 500.000 một cái. Đó thì bây giờ bán cho quý anh chị nè. Quý anh chị mua B4, B5 này thì bán cho quý anh chị mình là 400. Đó còn B1, B2, B3 thì bán cho quý anh chị đồng loạt luôn, cái nào cũng vậy.
bán cho quý anh chị mình giá nó sẽ là 380.000 một cái ha, 380.000 một cái B1, B2, B3 đó, cái nào cũng vậy hết, quý anh chị chọn lựa cái nào cũng được. Còn B4 và B5, tức là B6, B7 nữa hết rồi, thì cái này bán cho 400.000 cái nè. Mấy con dao này dao bự quý anh chị đó, mùa Tết quý anh chị mua mấy con dao này về xài ok lắm, ngon. Quý anh chị cầm lên con dao là thấy nó bén rồi, sắc thịt là sắc thịt mỏng đâu á, mấy anh bán hủ tiếu đồ sắc thịt mỏng là quăng cái dính miếng tường liền á, dính lên tường luôn, nó mỏng á, không mỏng gió bay luôn đó. Thì những con dao nó còn lại có mấy loại này thôi quý anh chị ha, 380 hoặc là 400, hai con dao lớn là 400 ha. Rồi đây là những cái kéo cắt cành đó, thì quý anh chị thấy là những cái kéo cắt cành là cuối năm xả cái cho quý anh chị cho nó vui. Kéo cành mắc in sao băng thép SK5 nè, không đó, kéo này rất ngon nha. Đó thì cái kéo cắt cành này giá của nó là giá nó là 200.000 cái quý anh chị, trong chương trình này tính 180.000, giảm 180.000 ha. Đó thì cái chương trình giảm này hồng nhiên kéo dài cho quý anh chị 3 ngày đi nha. Quý anh chị thấy video này kéo 3 ngày chứ nó giảm được bao nhiêu thì xả được bao nhiêu xả quý anh chị ha. Đó còn khi mà nhiên nhập lô hàng mới thì nó không giảm được nữa ha. Tại vì giảm này giảm lấy thu hồi vốn mà. Đó, rồi cái kèm cắt cành ha, kéo cắt cành, giá của nó là 180.000 thôi. Rồi. Quý anh chị nhớ con bù lon này không? Đó, con bù lon này thì biết bao nhiêu người mua con bù lon này trời. Giá nó rẻ từ 1.970.000 mà giảm chỉ còn lại có 750.000 rồi quý anh chị. Phải nói là siêu rẻ, nó rẻ, rẻ còn hơn cái chữ rẻ ha. Đây quý anh chị thấy là full hộp hết chứ không phải là hàng trưng bày hay là hàng lỗi gì quý anh chị. Nó là hàng mới bảo hành của công ty Oshima. Con máy này của công ty Oshima nha, lực của nó là 550 N/m nè. À, máy của nó là 1.970.000 nè, 950W nè, mà bây giờ giảm giá cho quý anh chị ha, chỉ còn lại có 750.000. Thì quý anh chị thấy nguyên cái thùng nó vậy nè, thấy không, nguyên cái thùng máy nè, đó, chắc chắn vô cùng luôn, thấy không. Thì ở bên trong này quý anh chị khui ra test thử cho quý anh chị coi, thì trong này nó có cặp than sơ cua nè, đó, nó có những cái đầu tiếp nè, nó có tới 6 cái đầu tiếp là quý anh chị nè, nó có 6 đầu tiếp ha. Đây, ở đây quý anh chị mình thấy nè, nó có 6 cái đầu tiếp nè, đúng không. Nó có 17, 18, 19 gì đó, 22, 21 gì nè. Nói chung mấy đầu tiếp này nó cho theo nè, 21 nè, nó có 24 nữa nè. Đó, nó có đủ hết trơn các loại á. Đó, thì có những cái nhưng thấy nó bỏ vô á, có nhiều người nó bỏ vô cái 8, cái 10 nữa quý anh chị, thì nó lại lớn, nó không có. Tại vì đôi khi chắc nó bỏ lộn hay sao á. Nhưng mà nó có thêm cái đầu nối nữa nè. Đó, quý anh chị thấy cần nối dài ha. Quý anh chị để ý cái máy này là nó có 2 chiều nha. Có nhiều anh nói, ủa sao tao thấy mày giới thiệu mày không có nói chiều ngược chiều xuôi vậy, nó chạy vô rồi nó có mở ra được không? Sao không được. Đây là cái máy mở bù lon mà, nên là quý anh chị chạy vô nè, đúng không? Bấm ở dưới là nó chạy vô, quý anh chị bấm dưới ha, bấm dưới là nó chạy vô, đúng không? Đó, còn quý anh chị bấm ở bên trên là nó chạy ra, nó giống bù lon Nhật vậy đó, thấy không, chạy ra nè, đó là nó chạy vô chạy ra được. Với lại quý anh chị gắn cái đầu tiếp này vô nha. Có nhiều anh nói, ủa sao tao gắn nó không vô? Không phải đâu, quý anh chị gắn chưa ngay ngàm. Đó, quý anh chị canh nó ngay vậy nè, không? Canh ngay lục giác nó phải vô đúng cạnh, đúng tâm nó mới vô được chứ. Tại vì nó có phe trên này quý anh chị. Nếu quý anh chị đè nhẹ nhẹ nó không vô đâu. Đè là phải đè mạnh nó mới vô nè, thấy không? Đè đúng ngàm, phải không? Đè phải đúng chỗ, đè không đúng chỗ công an bắt à. Đó, rồi. Giá nguyên một cái bộ này quý anh chị thấy nè, đó nó chạy vô ha, đó rồi này chạy ra nè, đúng không, nó chạy ra nè, thấy không, đó hai chiều có 750 à. Mình mua về cái này mà nhưng nói quý anh chị nó bảo hành 6 tháng, bảo hành điện tử nào đàng hoàng, nhỏ nhìn cộng dây nguồn nhưng nói xịn sò cực kỳ, máy đẹp lắm. Đó thì quý anh chị thấy không, nó thanh lý kiểu này là chắc cuối năm rồi mấy công ty người ta cần tiền, người ta đáo hạn giải ngân hay là không biết có theo Brazil gì hay không mà nó không biết, đúng không. Nhưng mà thật sự là giá nó rẻ quá trời, rẻ kinh khủng. Đó, thì giá có 750.000 cho nguyên bộ bù lon này, rất nhiều người mua quý anh chị. Và số lượng thì nó hết rồi thì nó không còn nữa đâu. Quý anh chị nghĩ coi nó bán lỗ rồi đâu ra bán hoài, phải không? Bán hết lô đó thôi, chắc nó gom tiền thôi. Rồi, đó là máy mở bù lon ha. Xong rồi cái quý anh chị mình sẽ qua tới những cái gì, cái bộ lấy ốc gãy. Thì cái bộ lấy ốc gãy này á, là quý anh chị đáng mua. Mua về mình sử dụng được nhiều thứ lắm. Quý anh chị lấy ốc gãy nhỏ nè, đúng không? Từ 3 ly dài lên,
nó lên tới này tới 25 lận quý anh chị. Nên là thí dụ như mấy cái ống nước mà nó bị gãy đó quý anh chị, mấy ống nước trong toilet đồ mà mấy cái vòi nước nó bị gãy là quý anh chị lấy cái này lấy ốc gãy ra được luôn, thấy không? Quý anh chị sẵn vô lấy được ra được luôn ha. Đó, nó rất là tiện lợi, vừa ốc bù lon thép đồ, quý anh chị xài những cái nhỏ nhỏ 3 ly dài lên đó, nó có 2 4 6 8 cây lận, giá nó có 140 rồi quý anh chị. Nguyên bộ này giá 140 ha. Đó, nguyên có một cái bộ lá ốc gãy từ nhỏ tới lớn mà có 140.000, mình xài từ từ những cái nhỏ nhặt cho tới giờ những cái ống nước luôn, thấy không? Những cái vòi nước luôn. Mình có cái vòi nước có bỏ ra đây không ta? Lấy giùm cái vòi nước luôn mấy bạn ơi. Có cái vòi nước inox mùa Tết quý anh chị xài cũng ngon lắm. Rồi, ở đây là những cái ke quý anh chị, những cái thước ke đo góc đồ nào quý anh chị thấy không? Giống như này là hàng xịn nè. Đó, quý anh chị nhìn thấy cái độ sắc sảo của nó, độ dày của nó. Nhìn rất là đã luôn đúng không? Đó, giá 140 rồi quý anh chị, thấy không? Cái này nó 7 inch. Đó, còn cái này á thì rẻ hơn nè. Quý anh chị thấy thằng nào nó cũng bằng nhôm. Nhưng mà này nhìn cái độ sắc sảo nó rất là đã, giá nó 140. Còn quý anh chị mua cái mẫu này nó rẻ hơn nè, cũng bằng nhôm, giá có 70 thôi. Đó, thì tùy quý anh chị chọn lựa cái nào ha, nhưng mà cái đồ xịn đây khác biệt. Quý anh chị thấy khác biệt chưa? Đó, khác biệt hoàn toàn luôn, đồ xịn và đồ thường khác nhau. Rồi, có cái vòi nước. Ở đây quý anh chị thấy vòi nước inox 304 nè. Đây, đó, hàng bãi về nó có cái vòi nước này, phải nói đẹp thiệt quý anh chị. Đó, đây quý anh chị thấy là Yokohama nè, thấy không? Đó, vòi nước inox 304 thì đâu có xét. Mà quý anh chị xài mấy cái này á, là nó không có bị gãy. Chứ lâu lâu như mua mấy cái vòi nước về, cái lâu lâu đi đá nó đụng cái nó gãy quý anh chị. Nó bằng Atimon gì đâu không à. Chứ nó không được xịn như thằng này đâu. Thằng này nó là vòi nước 304 nè, inox nè. Đó, thì giá bán nó là 85.000. Quý anh chị thấy nó mới luôn không? Nó có con lông đền này luôn nè. Lông đền đây về quý anh chị lột cái inox này ra, nó sáng chân trong này nè, để mình vô cho nó đẹp. Ha, mình dặn vô cho nó đẹp. Đó, thì mua cái này là quý anh chị thấy là rất là hợp lý. 85.000 là cực kỳ hợp lý luôn á. Đó, có những cái nó không còn cái hộp này nữa. Cái này còn hộp nè ha. Đó, vòi inox 304 quý anh chị ha, vòi nước ha. Găng thông dụng á, tiêu chuẩn 85.000 thôi. Rồi, nó có gì? Mấy đầu hít, mấy mũi khoan này bán khuyến mãi cho quý anh chị luôn cho rồi. Thấy không? Bộ mũi khoan 4, 6, 8, 10, 12. Đó, bộ này mũi này là đa năng hàng bãi nè quý anh chị. Cái bộ này là giá 200.000. Trong chương trình này tính cho quý anh chị có 170 à. Thì quý anh chị phải tranh thủ mình mua chứ mười mốt mà. Lâu lâu quý anh chị ra đội mua giá này hoài sao được, đúng không? Có 170.000 thôi nguyên một cái bộ. Thì nó này là nó chui kẹp nha. Cái này là nó quan sát được, khoan gỗ được, khoan tường được, khoan đá, khoan kiến, chơi hết. Tại mũi đa năng mà. Cái này nó khoan bén hơn thằng này luôn á nha. Hai cạnh nó bén hơn bốn cạnh luôn. Nhưng mà cái bốn cạnh này á, được cái lợi thế là nó xài cho máy bắn vít được. Tại chui nó lục giác quý anh chị. Chui 6 ly 35, nó cũng 4, 6, 8, 10, 12. Nhưng mà nó là bốn cạnh. Quý anh chị thấy khoan đá, khoan tường nó rất là ngon. Không để chế độ búa nha. Giá bán cho quý anh chị cũng 170 một bộ luôn. Đó. Rồi, ở đây là những cục hít. Thì quý anh chị mua mấy cục hít này thì quý anh chị biết rồi, cục hít này nó trợ lực nó rất là ngon. Đó, thì giá là nó 40.000, 35.000. Hôm nay trong chương trình này bán đồng giá của anh chị 30.000 cục. Thấy không? Khuyến mãi mấy ngày thôi. Còn nhiều còn ha. 30.000 cục, cục màu vàng thì quý anh chị có thể là nó ngăn cái đầu lại được do có bi. Còn cái cục này á, cục màu đỏ này nó có nó không ngăn đầu giống như này nhưng mà nó có lợi thế. Khi quý anh chị nhét vô đầu vít là nguyên cái cây vít này nó hết luôn. Nó hết toàn tập luôn. Nó tà giống như nó tạo từ cho nguyên cái vít nó hết dữ lắm. Đó, nó hay là vậy. Rồi, ở đây có hai cái mũi. Quý anh chị xài một cái mũi á, là nó xài cho máy khoan gài. Chui 54 khía nè, SDS Blade nè ha. Một cái mũi là nó xài cho máy đục 17 ly, chui lục giác như thế này. Đó, thì một cái mũi, cái bản này là 7 phân rưỡi quý anh chị, bản lớn ha. Đó, thì cứ một cây vậy á, là 140.000. Tùy quý anh chị chọn cái cây nào, mình xài máy gì. Đó, thì cái này là để quý anh chị sủi nè. Sủi, đục sủi rồi đó. Thấy không? Đại khái đục đất gì đó, sủi muốn làm gì làm, độ sủi tường là chính ha. Đó. Rồi, sủi xong rồi, cuối năm xào hủ tiếu, chơi được luôn. Ha. Cũng được chứ bộ, ngon lành. Rồi, thấy không? Rồi, tiếp nữa nè. Những cái mỏ hàng, thấy không? Những cái mỏ hàng. Thì quý anh chị thấy cái mỏ hàng này á, mỏ hàng này em trước nhưng bán 250 nè. Đó, thì cái bộ này nhưng bán là 30 nè quý anh chị ha. 30 kèm theo là 280 ha. Trong chương trình này quý anh chị mua nguyên một cái bộ này thì hồng nhiên tính cho nguyên cái bộ luôn 220.000, đúng không?
cái này là nó chỉnh điện tử màn hình LCD, nó lên tới cái này là 80W nhưng mà nó chỉnh lên tới 550 độ luôn á chị, độ nóng á, thấy không? Đó, mẫu hàng xịn sò luôn. Còn quý anh chị mình mua cái này đã chỉnh điện tử, còn này chỉnh cơ nè. Này 60W thôi, nó chỉnh cơ. Thì cái này 100.000, để này 30 nữa cộng lại thì 130. Quý anh chị mua thì nó là 101. Ha, nguyên bộ về 101. Ok ha, giá khá là rẻ cho quý anh chị mua. Nay gì cũng giảm giá trơn á. Cái bút thử điện, đó cái bút bút là dò điện nè quý anh chị, bút này cảm ứng ha. Thì quý anh chị có thể dò được cái điện đứt, đứt trong tường, quý anh chị dò ở khu vực nào có điện hay không. Đó thì bút này 101, tính cho quý anh chị 90.000. Đó, cái bút thử điện Nhật nè, 90.000 ha. Cái này nó cảm ứng, nó dò điện được. Hay là những cái đầu này để lấy dấu, cái bon tu để lấy dấu. Cho quý anh chị xài cái này nó mới xịn nha. Xài đầu này nó mới xịn nè. Thì giá bán cái này là 60.000. 60.000 cho đầu bon tu lấy dấu ha. Rồi, cái bộ này để quý anh chị gắn vô máy khoan hay là máy mài khuôn đồ đó, là quý anh chị xài mẫu này. Gắn máy khoan, máy mài khuôn, chơi được hết. Thì nguyên cái bộ này 90.000 cho quý anh chị xài bộ này về chế cháo rồi ha. Cắt gỗ, nó có 5 cái lưỡi, 1, 2, 3, 4, 5. Lưỡi lớn, lưỡi nhỏ đều có. Cái này bằng thép nha quý anh chị. HSS, thép HSS chứ không phải là nó bằng sắt không. Quý anh chị cắt mấy cái nó mòn, không phải vậy đâu. Quý anh chị thấy không? Đây nó để là thép HSS à. Đó thì cái này nó là tiêu chuẩn, nó là châu Âu. Tuy là nó làm Trung Quốc thôi, nhưng mà tiêu chuẩn nó là tiêu chuẩn tốt á. Quý anh chị thấy không? Đi nước ngoài được không á. Đó có mã vạch đồ đàng hoàng ngon lành, bộ 90.000 một cái bộ như thế này. Bán 85.000 quý anh chị, 85.000 ha. Rồi, có những cái đầu khoan hay là những cái đầu hơi thì quý anh chị biết mấy đầu hơi này rồi. Đầu hơi là nó có dạng đầu bi nối, đầu nối nhanh đâu quý anh chị. Ví dụ là đầu này, hai cái đầu này là bộ này là găng ngoài. Đó nó có bộ đầu găng ngoài 80.000 quý anh chị ha. Đó thì cái này có mình có thể mình gắn vô mấy cái gì đó, bích tu lê hay là gì quý anh chị dặn vô, súng hơi gì đó dặn vô. Còn cái này là nó dặn từ trong máy ra, trong bơm hơi á, nén khí dặn ra quý anh chị ha. Thì nó có ra hơi dày, quý anh chị nhét vô vậy là ok. 80.000. Hay là bộ này là găng trong, này găng ngoài, này nằm trơ găng trong. Thì cái này là quý anh chị thấy là đồ da băng, đồ Nhật nè. Đầu nối nhanh ha, đầu tự động, giá 50.000. Cái này là chia 1, này chia 2, 100.000. 100.000 tính 90.000 đi quý anh chị. Còn này 130, đầu chia 3, tính cho quý anh chị mình 115.000 ha, chia 1, chia 2, chia 3, có 3 cái này. Đó, rồi, đầu nối dây hơi nè. Ví dụ là đầu 8 ly, đầu 10 ly thì này nó nối vô dây quý anh chị, không? Xài đuôi chuột nè. Đó nhét vô cái là vô nguyên bộ là giá 80.000 bộ. Còn cái này nó dặn dây nè, cái bộ này là cái bộ dặn dây quý anh chị. Ha, nhét cọng dây vô cái mình siết lại cái là ok là nó cứng. 80.000 bộ ha, trong ngoài. Đó, nguyên bộ. Ở đây mấy mũi này cũng ok lắm nè quý anh chị. Quý anh chị mua mấy mũi này để khoan đá, rồi khoan men đồ nó không bị bể gạch đó. Là mua mấy mũi kiểu như vậy, 25.000. Này nó có nhiều cỡ, ví dụ như 21 ly nè. Rồi 34 nó theo ống nước, 27, 34 hay là 42, 60, 55. Đại khái là 6 ly, 8 ly đều có. Cứ nhỏ thì rẻ, lớn thì mắc. Tùy theo quý anh chị chọn cái cỡ. Quý anh chị hỏi mấy bạn nhân viên, các bạn báo giá ha. Còn cái cỡ của con này á, là cái mũi này là dạng quý anh chị mà khoan rút lỗi. Cái mũi này là quý anh chị khoan rút lỗi nè. Cái mũi này nó phi 35, nó có phi 35, phi 50, phi 65. Đó, thì mũi này là nó nhỏ quá nó không có quý anh chị. Nó khoan độ sâu của nó khoan được 12 phân. Thấy không? Tại vì cái nguyên cái tổng của con này nó là 200 ml. Nguyên tổng cái mũi này nó nói ra là 200 ml, nó xài chui gài. Đó thì nguyên cái bộ như thế này á, là quý anh chị về mình trừ hao xíu mình khoan nó sẽ được tường 10 đó, đại khái là khoan tường 10. Thì quý anh chị khoan nó tùy theo mình chọn cái size, giống như mấy size nhỏ nhỏ cỡ này khoảng trăm mấy, trăm rưỡi ha, trăm rưỡi là mũi rút lõi đó. Mình kêu mũi rút lõi khoan tường 10, nó khoan được 12 phân. Ok nha, Senka. Đây những cái thước dây mùa Tết quý anh chị mua những cái thước dây về giống như mình sắm sửa, mình sửa nhà đâu, 5 mét. Bản lớn, số lớn, phong thủy luôn, không? Thước hai mặt. Đó, thì thước này 5 mét, 45.000 cho quý anh chị luôn, khuyến mãi mà. Đó, thước bản chà bá nè quý anh chị thấy không? Thước này 7 mét rưỡi. Bản này bản lớn nè quý anh chị, phong thủy, hai mặt. Đó, thì cái thước này 7 mét rưỡi, bán cho quý anh chị mình khuyến mãi 65.000 luôn. Còn cái mẫu này 85.000 luôn là 10 mét.
Thấy không? Này khuyến mãi quá trời luôn, 85 ngàn. Đó, thì quý anh chị chọn mấy mẫu này xài đúng rồi, bản lớn thì mình kéo ra được xa nó mới rụng ha. Rồi thứ số nó lớn thì mình dễ, thấy không? Mặt trước mặt sau quý anh chị muốn phong thủy nó dễ hơn, nhưng mà mình nhìn nó dễ. Chứ một mặt một nó rối lắm ha. Đó. Rồi. Ba cái loại thước ha. Ở đây thì nó sẽ còn lại là cái gì? Cái đầu nói từ dít chuyển ra khoan. Đó, nguyên cái bộ này tính cho quý anh chị thay vì trăm mấy gì đó tính 100 ngàn. Đó, rồi cái đầu bơm hơi, đầu xịn nè, đầu đồng nè quý anh chị. Đầu 50 ngàn tính 40 ngàn quý anh chị. Đó, rồi này là để bơm hơi ha, bơm hơi. Đó, rồi dụ kiến, mấy kiến này kiến dẻo nè quý anh chị không? Kiến dẻo này nó cũng hết hàng luôn rồi, nó chỉ còn lại là màu trắng và màu vàng thôi quý anh chị. Bán 80 ngàn cái ha, kiến dẻo 80 ngàn cái. Đây là những cái bộ đầu bi cho quý anh chị. Đầu bộ này làm gì biết không? Gắn vô máy rửa xe của mình á, gắn dặn đầu găng vô nè, là quý anh chị chỉnh nó phun xè, phun gom chỉnh được hết, đúng không? Tưới cây chỉnh được, phun độ mạnh rồi đó. Nguyên cái bộ như thế này quý anh chị có đầy đủ đầu bi như thế này luôn cho quý anh chị đầy đủ nè. Đó, nguyên bộ về quý anh chị mua tính 120 ngàn, về quý anh chị xịt vô gắn vô máy rửa xe là cực kỳ hợp lý nha, dễ xài luôn á. Một cái này thôi là ok, mình chơi hết rồi, đủ các loại tia ha, có đầu bi sẵn đó, về là anh chị gắn vô là xong thôi đó, thì có đầu bi sẵn về luôn, về dặn vô là xài được rồi đó. Rồi mình sẽ có những gì, những cái lưỡi cắt gạch của anh chị ha. Rồi khuyến mãi cho anh chị những cái lưỡi này, anh chị thấy như về hàng bãi nè, mấy lưỡi này 45 ngàn cái nè, nay tính 35 ngàn cho anh chị nào mua chục lưỡi. 35 ngàn là chục lưỡi ha, chục lưỡi là 350 chứ không phải 35 ngàn một chục lưỡi này đâu nha anh chị, không phải là 3.500 một cái đâu nha. Ok, cái lưỡi này là cái lưỡi này là lưỡi cắt đá đó anh chị, cắt tường, cắt thô, cắt bê tông rồi đó anh chị, xài này bao xỉn luôn đó nha. Đó, nhưng mà này là nó là hàng bãi, nó không có bao bì nào anh chị, thấy không? Thì giá cái lưỡi này là nó chỉ có 35 ngàn, quý anh chị mua một chục lưỡi á, còn mua lẻ lẻ cũng phải cho 40 ngàn cái ha. Đó, còn cái lưỡi này quý anh chị thấy là cái lưỡi này là cắt đồ mà cắt nhuyễn, găng nhuyễn quý anh chị. Cái này là lưỡi cắt đa năng, cắt ton nè ha, cho quý anh chị cắt ton nè, cắt đá bóng kiến đồ á, thì quý anh chị nhớ là nó phải chạy như vậy nha, chứ quý anh chị chạy nó ngược chiều như vậy là nó giống như là nó bị mẻ, nên là quý anh chị xài vậy nó mới đúng nè. Cái máy mình nó lăn theo chiều này là mình bắt nó vô vậy, quý anh chị lật lại nó như vậy nó ăn ngược vậy là nó bị sai nha. Đó, mình phải lật vậy nó đúng vậy nè, chạy lăn vậy nè là nó ăn vô vậy, nó không bị mẻ gạch của mình. Đó, giá nó là 60 ngàn, mấy lưỡi này bán rất nhiều quý anh chị. Đó, thì quý anh chị mình có thể là mua những cái lưỡi cắt của Hồng Nhiên nè. Đó, thì quý anh chị thấy đó, lưỡi này không, 1 tấc 25, còn này 1 tấc, thì cái lưỡi này nó dày chỉ có 1 ly mốt quý anh chị, độ mỏng á, độ mỏng nó có 1 ly mốt nè, dày 1 ly mốt đây nè ha. Nhưng mà bên trong này rất là dày để nó không bị quơ, quý anh chị thấy không? Ra cái lưỡi này là để dành mình cắt những cái đá bóng kiến, đá hoa cương mà cắt chuyên nghiệp đó, thì ở đây nó dày mà ở trong này, ngoài này nó cực kỳ mỏng để quý anh chị cắt nó không bị mẻ ha. Giá 100 ngàn cho lưỡi 1 tấc, còn cái lưỡi 1 tấc 2 và giá 130 ngàn quý anh chị. Có hai loại lưỡi đó, có logo đàng hoàng quý anh chị, có tem đàng hoàng đó. Rồi mình có gì nữa, mình có những con đội gạch, tướng đội gạch như thế này đây, con đội gạch như thế này, đội xanh là chắc hơn đội vàng nè, bán cho quý anh chị mình 75 ngàn một con đội như thế này ha, 75 ngàn. Còn con đội này thì bán cho quý anh chị 110 ngàn cho con đội là inox nè, đội chân inox nè ha. Đó, thì cái đội này rất là cứng, một chân thôi mà siêu cứng luôn đối với con đội này. Còn ở đây là có bộ tiếp, đang có những bộ tiếp nào quý anh chị, bộ tiếp của Senka, bộ này 480 ngàn, tính giảm giá quý anh chị còn 440 ngàn thôi ha, từ 10 cho tới 24 có cái cần siết trợ lực đây luôn ha, từ 10 tới 24 có cần siết trợ lực. Rồi có cái đồ bóp đây, nó bóp gắm bấm ghim mà quý anh chị 170 ngàn nè, bấm ghim tính quý anh chị 150 đi ha, tính 150 ngàn giảm giá. Cái này trợ lực quý anh chị bấm cái này rất là hay nha, bấm cạch 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 cạch, nó trợ lực nó nhẹ lắm. Thì quý anh chị thấy không, nó xài đinh từ 4 cho tới 14 mm nè đó, nó xài nó cho mình theo hai hộp đinh, ở đây có đinh 8 đinh 10 12, có được hết á, bảng á, bảng đinh 8 10 12 chơi được hết đó. Rồi nó có những cái gì, những cái đầu bấm ghim, rồi có đầu bấm rút đi vê. Đây quý anh chị thấy đầu rút đi vê không, 267 mm nè, nó xài 2 ly 4, 3 ly 2, 4 ly, 4 ly 8, đầy đủ như thế này. Nguyên cái này 170 tính 150 luôn quý anh chị. Thấy không, này bằng nhôm á, này cũng trợ lực nhẹ nhàng luôn á.
nó có những cái mũi quét inox rồi nữa nè. Thì cái mũi quét inox này nhiều cỡ lắm anh chị, nó từ 21 ly rồi mười mấy ly rồi ba mấy ly đủ loại hết á. Nó có mũi định tâm, nó quét được inox nào anh chị thấy không đó. Thì nhiều cái loại này thì quý anh chị có thể là liên hệ để xem cái giá của nó, quá trời giá luôn đó. Thì đáng lý bữa hổm là nhưng nói với anh chị là cái bộ này nó hết rồi, không bán nữa, chỉ còn có mấy bộ không bán nữa. Đó là bây giờ nó còn lại bao nhiêu bán cho nó hết, bộ 50 món nè quý anh chị. Ở đây không có thằng dao cắt giấy ha, đây 50 món của thằng Makita, bộ hàng chính hãng nè quý anh chị. Thấy nguyên bộ này không, có đầy đủ như thế này nè, cắt ra cho quý anh chị mình coi còn lại bao nhiêu bán hết cho quý anh chị luôn. Giá nó chỉ 350 thôi quý anh chị, giá khuyến mãi, vẫn khuyến mãi cho quý anh chị bán cho nó hết luôn ha. Đây cho quý anh chị mình coi ha. Mấy dao Nhật nè quý anh chị, dao Nhật này 101 một cái đó, giờ bán cho quý anh chị 90.000 cái. Mấy dao Nhật nè ha, đó dao Yokohama đó. Đây nào quý anh chị thấy nguyên cái bộ nè đó, cái bộ này mà còn bao nhiêu là quý anh chị mua hết nè ha. 350.000 một bộ thôi, khoan gỗ, một đống mũi quan sát, khoan tường, thấy không, cái này để lấy ni lấy lỗ nè, mũi đuôi cá khoét gỗ nè, thấy không, mũi khoét nè, đầu nói dít nè, rồi dao, đặc biệt con dao ngon nè quý anh chị, dao rất là ngon thấy không đó. Rồi nếu quý anh chị mua lẻ, mua của Makita lẻ ra rất nhiều tiền, mũi dít từ nhỏ tới lớn, dít dẹp lục giác rồi dít ba ke đầy đủ, rồi đầu tiếp đây nè. Quý anh chị thấy không, nguyên bộ này 350 kiểu gì cũng mua, quá rẻ luôn á. Quý anh chị không có tìm ra ở đâu có cái bộ này mà giá được rẻ như vậy, đảm bảo quý anh chị luôn đó. Rồi nó có những cái đầu khoan, vô đầu khoan để quý anh chị xài vô khoan bê tông, khoan điện, khoan pin đồ quý anh chị. Ví dụ như nó có cái đầu 13 ly mà kiểu như vậy nè là 200, còn cái đầu mà kiểu như vậy nè 13 ly ha, xài cho khoan gà đầu lóc á, khoan điện và khoan pin được hết luôn á, thì cái đầu như vậy tính có 150 không quý anh chị, rẻ bèo luôn. Đầu này nè 150, còn đầu kiểu như vậy một khớp một là 200 ha đó. Rồi mình có mấy cục pin này nè, thì bên thằng CTC nó thanh lý mấy pin này rẻ lắm quý anh chị, giống như là nó bán cái máy rồi nó còn lại mấy pin này mà có giá chỉ có 450, mà pin 15 cell 6A thật nha quý anh chị, nó pin của nó quý anh chị thấy là đè máy mài không ngắt nổi luôn là biết nó ngon rồi. 6A mà chỉ có 450, quý anh chị nghĩ nó rẻ cỡ nào, còn mà 4A nó chỉ có 350 à, nhưng hay bán cái đó à, còn bao nhiêu là bán hết. Rồi ở đây thì quý anh chị mình thấy rằng là những cái bộ cờ lê chìa khóa, nếu mà nói về độ xịn sò, hổng quý anh chị nhớ nhưng đi siêu thị Nhật không, cái bộ kia 3 triệu mấy y chang vậy nè, cái bộ kiểu như vậy 3 triệu mấy, nhưng mà không biết nó nhiều bằng vậy không nữa đó. Còn bộ này của Makita xịn chứ bộ đó, nhưng mà này nó có 750 rồi quý anh chị. Nói về chất thép, nó thép không rỉ nè, đúng không, nhìn cái độ thép chắc chắn của nó quý anh chị nhìn vô là biết rồi đó. Những anh nào một đầu dòng một đầu miệng ha, thuyền này nó có 9 cây đó, này mẫu này nó có 9 cây quý anh chị, nó từ nhỏ cho tới lớn, nó từ 8 ly cho tới cây lớn nhất của nó là 18 ly ha. Đó thì quý anh chị mua cái này làm nghề là mua cái này là thấy đã rồi đó. Đó ok, nó sẽ có thêm những cái đồ mà để quý anh chị mình đựng mũi khoan á quý anh chị, giống như cái hộp này nè, giống như cái hộp này nè, quý anh chị nhìn thấy hộp này không, mở ra úp lại là nó y chang hộp này nè, không khác gì hết á. Cái hộp này là 120 là cái hộp không nha, để quý anh chị đựng mũi khoan đồ kiểu vậy đó. Bên trong nó chỉ là hộp không thôi, không có gì hết, không có mũi gì hết. Còn này nó nguyên một cái bộ hộp mũi đồ nè, đầu dít nè, quý anh chị nhìn nó xịn không, đầu dít ngắn, đầu dít dài, lục giác sau, tất cả lục giác sau này nó có lỗ bên trong nên là quý anh chị xài được nhiều thứ lắm đó. Đầu nối nè, đầu tiếp, đầu nối nè, đầy đủ như vậy, nguyên bộ 590, 44 món của Boss ha. Đó rồi ở đây nó có những cái bộ của Makita nè quý anh chị, bộ này mũi mà giống như là mũi đuôi cá đó, chui lục giác á đó. Đó bộ mũi đuôi cá chui lục giác nó có nguyên cái hộp, nó úp lại 8 cây, 12 14 16 18 20 22 25 và 32 đó, nguyên bộ 8 cây như thế này 370, tính của anh chị 350 đó. Nếu anh chị khoan gỗ đó, làm gỗ thì chơi cái bộ này, nguyên một bộ là có đầy đủ tới 32 ly để khoét những cái lỗ ổ khóa đồ cũng chơi được rồi đó, thấy không. Rồi nó có cái bộ này nữa, cái bộ này là cái bộ của Makita 33 món nè. Thì quý anh chị thấy không, đầu dít ngắn, đầu dít dài nè, mũi khoan luôn cũng có nè. Đây dít ngắn, dít dài, dít lớn, dít nhỏ, mũi khoan luôn, chui lục giác 6 ly 35 đó. Thì bộ này impact nè quý anh chị thấy không, mở ra là quý anh chị ship lại được. Bộ này 600.000
khuyến mãi cho quý anh chị, tính cho mình là 570.000 ha, 570.000 cho nguyên cái bộ này đó, mũi từ nhỏ tới lớn đầy đủ đó. Rồi nó có gì, cái bộ này mũi khoan không nè, khoan sắt, khoan tượng, lục giác sao ở bộ này ngon á. Chúng ta quý anh chị mua bộ này đầy đủ nè, lục giác sao, lục giác thường, vít ba ke, vít dẹp, đúng không? Rồi mũi khoan sắt, mũi khoan tường, mũi khoan gỗ, đầu nối vít, đầy đủ một bộ như thế này luôn. 29 món, giá 440, tính quý anh chị 420 đó, nguyên bộ ship lại cái thành nguyên cái hộp rồi, ok ha. Đó thì quý anh chị thấy là nguyên cái bộ đầy đủ của nó vậy, 420.000. rồi nó có gì nữa nè, cái bộ này 41 món của Boss thì 430.000, ủa 490.000 chứ, cái bộ này 41 món của Boss nè, 490.000 nè quý anh chị, tính cho quý anh chị 450, 41 món. Thì trong này nó có mũi khoan nè, quý anh chị thấy ở sao nè, cần lắc có luôn nè, đầu nối nè, mũi lục giác nè, mũi do nè, mũi khoan nè, đầy đủ khoan gỗ, khoan sắt, khoan tường, 41 món nguyên hộp đậy lại vậy đó, giá 490, tính quý anh chị 450. Này là mấy này thanh lý luôn ha, giá siêu rẻ luôn. Rồi nguyên một cái bộ này nữa 1.000.000 ha. Nguyên bộ này thì nó có đầy đủ trong nguyên cái bộ vậy nè quý anh chị đó, 1.000.000 rồi nguyên cái bộ vậy nè ha. Thì quý anh chị mua cái bộ này á, Hồng Duy sẽ tặng cho quý anh chị một cái bình nước của Boss, cái bình nước xịn á, các bữa nào phải giới thiệu cho quý anh chị đầy đủ không, có nguyên đầy đủ trong nhà là mình xài không thiếu gì hết ha. Đó ok, nguyên cái bộ này bao nhiêu món để nhìn coi bao nhiêu món của bên Boss đây, 66 món quý anh chị ha. Đó 66 món đó, thì hôm nay là nhân giảm một số những cái sản phẩm là về những cái phụ kiện như thế này. Nếu quý anh chị thấy là cái nào nó phù hợp với mình, có thể liên hệ Hồng Nhiên để mua ha. Đặc biệt gọi điện vào ban ngày giúp Hồng Nhiên quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem chương trình. Chúc quý anh chị sức khỏe. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào. Hẹn gặp lại. Bye bye.